Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 9 tới 10% và cần huy động từ 450.000 cho tới 500.000 tỷ đồng. Để đạt được mức tăng trưởng kinh tế từ 9 đến 10%, thành phố Hồ Chí Minh cần huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội từ 450.000 đến 500.000 tỷ đồng, đầu tư công từ vốn trung ương và vốn địa phương khoảng 85.000 tỷ đồng, cộng thêm 20% vốn đầu tư công chưa giải ngân của năm 2024 chuyển sang. Do đó, thành phố cần huy động vốn ngoài ngân sách khoảng 400.000 tỷ đồng. Các nguồn đầu tư mà thành phố đặt trọng tâm thu hút là đầu tư của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu. Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc của các dự án trọng điểm, giúp dòng vốn đầu tư tăng lên. Đồng thời, những nỗ lực tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công trong quý 3, quý 4 năm 2024 sẽ đóng góp vào tăng trưởng đầu năm 2025. Thời gian qua, Việt Nam có những cơ hội lớn trong hợp tác phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ năng lượng mới, tự động hóa. Tuy nhiên, thì trong thực tế, Việt Nam đang đứng trước thách thức rất lớn do sự thiếu hụt nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Ở nhà máy này, một dây chuyền trước đây có thể do 2 đến 3 công nhân đảm nhiệm. Tuy nhiên, kể từ khi đẩy mạnh việc tự động hóa thiết bị, nhiều vị trí giờ đây đã do robot đảm nhiệm. Chi phí tiết kiệm sẽ được doanh nghiệp tập trung để đầu tư chiêu mộ nhân lực chất lượng cao. Do thiết bị này là được cải tiến thì đã được tích hợp rất là nhiều, đến 5 đến 6 thao tác đo trên một lần thực hiện. Chính vì thế nó giảm thiểu về thời gian, con người và thiết bị và năng suất lao động được tăng lên rất là nhiều. Thời gian qua, việc áp dụng tự động hóa đã giúp năng suất lao động của nhà máy chúng tôi tăng lên khoảng 20%. Mục tiêu thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung để tuyển dụng và đào tạo lực lượng có tay nghề để tiếp quản và vận hành được thiết bị mới hiện đại. Thời gian qua, nhiều đơn vị phải đối mặt với thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cho các vị trí như kỹ sư phần mềm, kỹ sư khuôn, kỹ sư tự động hóa. Để giải quyết bài toán này, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, chủ động cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề. Doanh nghiệp đã cử 5 kỹ sư có trình độ cao của doanh nghiệp với người Trung Quốc để cùng với các thầy cô ở trong trường để cùng xây dựng những cái chương trình giáo dục và chương trình học và tập để cho trường có thể hoàn thiện hơn về cái lĩnh vực tự động hóa này. Anh có rất nhiều doanh nghiệp mong muốn kết hợp với nhà trường để họ có thể tạo được cái nguồn cung mà lao động khi mà đặc biệt là các doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành tự động hóa và ngành cơ khí hiện nay đang rất là cần thiết. Thống kê, nguồn nhân lực tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam đang thấp hơn các nước trong khu vực. Cụ thể, công nghiệp số của Việt Nam cần khoảng 150.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng năng lực đào tạo hiện mới đáp ứng được 40-50%. Công nghiệp bán dẫn hiện có nhu cầu khoảng 10.000 kỹ sư một năm, nhưng chỉ đáp ứng được chưa đến 20%. Về lĩnh vực về công nghệ thông tin, đây là một cái mảng mà chúng ta thấy là nó được tác động nhiều nhất trong cái thời gian, cái bối cảnh trong thời gian qua, khi mà hàng loạt các ông lớn ở trên thế giới trong ngành công nghệ sa thải hàng loạt nhân sự, và điều đó cũng tác động đến thị trường Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam thì chúng tôi lại nhìn nhận thấy rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghệ thông tin họ vẫn tiếp tục là đẩy mạnh các hoạt động tuyển dụng của mình, và thậm chí đối với các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ thông tin thì họ sẽ đi sâu vào chất lượng của nhân sự. Thiếu nhân lực chất lượng cao, nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc thu hút đầu tư. Do đó, việc đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến phát triển nhanh, bền vững. Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tối đa lợi ích của người dân và thực hiện hiệu quả đề án 06, Bộ Công an đã ký ban hành thông tư số 79/2024 quy định về cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Trong đó thì mở rộng phạm vi đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình, bổ sung thêm đối với xe nhập khẩu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cho dù cho chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe cũng phải cung cấp số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp, dán mặt sau chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn tại các điểm đăng ký xe để kịp thời hướng dẫn người dân và cán bộ đăng ký xe thực hiện. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh hiện có 188 đập hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế là 359 triệu mét khối. Sau cơn bão số 3, thì tỉnh đã và đang nhanh chóng triển khai các kế hoạch giải pháp để duy tu nâng cấp các công trình nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện có 22 đập hồ chứa nước lớn và 168 đập hồ chứa nước vừa và nhỏ. Trước khi siêu bão Iagi đổ bộ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Yên Lập đã chủ động hạ mực nước hồ để đảm bảo dung tích phòng lũ. Sau bão lũ, hồ đập vẫn được đảm bảo an toàn, song cũng cần được nâng cấp để ứng phó với thiên tai cực đoan. Muốn đề xuất là lắp thêm một số các cái thiết bị đo mưa ở trong khu vực hạ lưu ở hồ Yên Lập để cũng như kết hợp với hệ thống radar. Lúc đấy thì sẽ cảnh báo được cái lượng nước về hồ chính xác nhất để công ty sẽ chủ động để phòng lũ và điều tiết cái tràn xả lũ cho hợp lý. Thứ hai là công ty cũng đang nghiên cứu đề xuất xem chỉnh sửa lại cái đập cầu trì thành cái đập tràn tự do. Lúc đấy thì cũng có thể là vừa là kết hợp để tràn tự do qua để cũng như là cắt lũ đối với cái hỗ trợ cái tràn xả lũ hồ Yên Lập này. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 397 km đê, trong đó có 33 km đê cấp 3, 134 km đê cấp 4 và 230 km đê cấp 5. Tuy nhiên, chỉ có tuyến đê quốc gia tại thị xã Quảng Yên là đủ khả năng chống bão cấp 10, còn lại chỉ chịu được bão cấp 8, cấp 9. Quảng Ninh cũng đã bắt đầu cho phép làm một đề án nâng cao hệ thống an toàn về đê điều để chủ động ứng phó với các tình huống bão tương tự xảy ra như bão số 3 trên địa bàn trong các năm qua. Và các đơn vị quản lý hồ chứa nước đã kiểm tra các công trình thủy lợi sau mùa bão hàng năm và có một cái kế hoạch duy tu. Và tỉnh cũng đã, Ủy ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch duy tu đê điều thường xuyên cho Quảng Ninh để tiếp tục xử lý sửa chữa các tuyến đê để đảm bảo vào mùa bão sang năm. Hiện nay, trước tình hình thời tiết ngày càng khó lường, việc nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, đê điều là việc làm cấp thiết, không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vào tối qua ngày 13 tháng 12, Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Dô 2024 đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và thu hút đông đảo người yêu âm nhạc trong nước và quốc tế. Dù mưa kéo dài, nhưng với không khí âm nhạc sôi động náo nhiệt vẫn thu hút đông đảo người dân du khách cùng hòa mình vào sự kiện Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Dô 2024. Dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng cháy hết mình trên sân khấu với những màn trình diễn ấn tượng, đem lại bữa tiệc âm nhạc phong phú đầy màu sắc cho người tham gia. Em thấy năm nay tổ chức hoành tráng hơn năm ngoái nhiều ạ. Có nhiều gian hàng hơn để mình trải nghiệm hơn. Em mong chờ hiếu thứ hai. Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Hò Dô 2024 chào đón hơn 100 nghệ sĩ đặc biệt với sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu như Mỹ Tâm hay Henry Law, ngôi sao quốc tế đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Hiếu thứ hai, rapper trẻ của nhạc Việt. Bên cạnh đó là dàn nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế như Thịnh Suy, Hoàng Dũng, nhóm nhạc Psychic Fever Nhật Bản, The Bad Day, Scotland, A Train Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn rằng mỗi một lần sẽ vẫn giữ vững bản sắc của mình, đó là nơi giới thiệu những giá trị bản sắc văn hóa đậm đà của Việt Nam cùng với các cái tinh hoa văn hóa của thế giới. Tôi tin rằng khán giả của Hò Dô luôn luôn kỳ vọng Hò Dô luôn luôn đổi mới qua từng năm. Với tầm nhìn đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa sôi động bậc nhất khu vực sau 3 lần tổ chức, Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Dô đã có nhiều thành tích vượt trội, là kết quả của những quyết sách đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030 của thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một liên hoan âm nhạc thường niên có ảnh hưởng đến thị trường. Từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 12 năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu, đã vừa có chuyến thăm và làm việc tại Pháp để xúc tiến hoạt động hợp tác với thành phố Nevers miền Trung của nước Pháp. Tại buổi làm việc với ông Denis Turio, thị trưởng thành phố Nevers, hai bên nhất trí tăng cường sự trao đổi cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, từ đó tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đặc biệt là mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như kinh tế, công nghiệp chế tạo, năng lượng tái tạo, thực phẩm và môi trường. Tôi thấy Việt Nam là một đất nước đang phát triển và tôi nghĩ rằng thông qua các công ty của chúng tôi, như trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, luyện kim hay nông nghiệp, chắc chắn có nhiều điều cần cùng nhau phát triển và đó là lý do chúng tôi ký thỏa thuận hợp tác. Chúng ta cũng có thể hướng tới trao đổi thực tập sinh tùy theo trình độ đào tạo và bao gồm lĩnh vực y tế. Điều này làm cho một số lĩnh vực trở nên thú vị và hơn nữa, có thể tạo giao thoa giữa lĩnh vực kinh tế và đào tạo. Ở trên cái cơ sở tiềm lực của địa phương và thăm
mà làm việc ở thành phố Denver. Chúng tôi cũng mong muốn có sự hợp tác, giao lưu về văn hóa, hợp tác về du lịch, phát triển về kinh tế, cũng như phát triển các cái ngành, các cái lĩnh vực áp dụng các công nghệ cao mà tiềm năng thế mạnh của thành phố Denver. Cuối buổi tiếp, Chủ tịch Phạm Ngọc Nghị và Thị trưởng Dennis Turio đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chính quyền thành phố Nevers, đồng thời chứng kiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện thành phố Nevers. Trong thời gian ở thăm Nevers, đoàn đã đi thăm một số cơ sở tìm hiểu thực tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở địa phương. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng với người đồng cấp Ai Cập Bart Al-Thanladi đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược giữa hai nước tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trong đó thì tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác song phương cũng như là tìm giải pháp cho tình hình tại khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có những thay đổi lớn. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hai bên nhất trí cùng nhau hướng tới những mục tiêu cao hơn. Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược với Ai Cập, cùng nhau đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Latif cho biết Cairo sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để cải thiện quản trị toàn cầu và tạo ra một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn. Cũng trong cuộc đối thoại này, Ngoại trưởng hai nước đã đạt được đồng thuận trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình và ổn định tại Trung Đông, trong đó nhấn mạnh ngoại giao là giải pháp duy nhất. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết nước này có kế hoạch áp dụng thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% so với mức tiêu chuẩn 20% để nhằm thu hút đầu tư của các công ty nước ngoài có quy mô lớn tới năm 2025. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, chính phủ nước này sẽ áp dụng các biện pháp miễn trừ hoặc giảm thuế đối với một số dự án đầu tư để thu hút các doanh nghiệp lớn nước ngoài. Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ hỗ trợ một phần gánh nặng thuế cho các công ty nước ngoài nếu họ đáp ứng những yêu cầu như chuyển hoạt động sang Thái Lan, cải thiện hoạt động của doanh nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường hay hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động địa phương. Trước đó, vào đầu tuần này, Nội các Thái Lan đã phê duyệt các dự luật liên quan đến lĩnh vực thuế quan. Các luật này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên công báo Hoàng gia. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á hiện đang nỗ lực cập nhật luật pháp, chính sách và thông lệ thuế trong bối cảnh đang tìm cách gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD trong vài năm tới. Hiện doanh thu từ thuế của Thái Lan chỉ chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm quốc nội GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 18% GDP. Ngày hôm qua, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP cho biết họ đã huy động được 118 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ cho hơn 1 triệu người phải di rời ở Đông và Trung Phi. WFP nhấn mạnh nguồn tài trợ này rất quan trọng để đảm bảo có thể tiếp tục hỗ trợ những người dễ bị tổn thương phải di rời, trong đó nhiều người gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Các nước được WFP hỗ trợ gồm Burundi, Djibouti, Kenya, Cộng hòa Congo, Rwanda, Tanzania và Uganda. Trong một tuyên bố, WFP cho biết số người phải di rời trong khu vực đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua, từ 13,2 triệu người vào năm 2020 lên 26,5 triệu người vào năm 2024. Những người mất nhà cửa và sinh kế chiếm một phần lớn trong số những người mà WFP dự định hỗ trợ trên khắp khu vực Đông Phi. Theo WFP, tình trạng di rời gia tăng phần lớn do xung đột, trong đó xung đột ở Sudan khiến một lượng lớn kỷ lục người dân phải rời bỏ nhà cửa, cùng với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán ở vùng sừng châu Phi giai đoạn 2020-2023. Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ người phải di rời trong những năm gần đây không đáp ứng nhu cầu, buộc WFP phải đưa ra những quyết định khó khăn về đối tượng đủ điều kiện nhận viện trợ lương thực và mức độ hỗ trợ.